Pioneer 800 ZX bán rẻ vô cùng 10 triệu đồng. Một đôi loa dòng cao cấp của hãng các bác nhá. Chiều cao 68, chiều ngang 38 và chiều sâu là 34. Cái cam. Kịch kim của đôi loa này 15 triệu các bác nhá. Hàng bao ship tuyệt đối luôn, ốc loa chưa mở. Giải bass thì hay vô cùng. Không khác gì là dã bom. Thông số của loa. Thấy có một cái chút gì nó hơi tiếc anh em ạ, bởi vì những cái đôi loa làng nhàng của dòng Diatone này ngày xưa đã bán tầm khoảng chục triệu, hơn chục triệu rồi. Một đôi loa này ngày xưa bán tầm 15 triệu, bây bán 10 triệu thì phải nói vô cùng tiếc luôn, bởi vì nó không xứng, giá tiền của nó không xứng với cái chất lượng của nó, không xứng, không hề xứng như nào, bởi vì cái chất lượng của nó không phải là 10 triệu. Nó phải rẻ nhất tầm khoảng 18 triệu đôi loa này. Nếu anh em mà hiểu về âm thanh, biết đánh giá một sản phẩm, biết đánh giá một sản phẩm thì các bác sẽ cảm nhận đôi loa này nó không phải là mức giá 15 triệu đâu. Mức giá 15 triệu là bán cách đây khoảng 3 năm. Cái đôi loa này nó phải 18-20 triệu nếu mà độ chất của nó với đúng với cái chất của nó.